Kính thưa tất cả các đồng chí, tôi rất là cảm xúc. Tôi nghĩ rất không cái gì bằng đồng chí đồng đội của mình. Mà hôm nay tôi nghĩ rất là những người mất đi, còn những người còn sống nghĩ thế nào đây. Những đồng chí đồng đội mình, chúng tôi tuy xa thật, cái tình thương của các đồng chí có nhiều rất cái tình thương quý trọng lắm. Chúng tôi nói đây, báo cáo đồng chí thì tôi rất là cảm động. Cảm động ở cái chỗ mà cái tình thương của đồng ở quân đội có tình thương quý lắm. Ở dân sự đó, có một chí giám đốc nói, các anh ạ, tôi không trải qua chiến đấu đâu, nhưng tôi làm kinh tế thôi. Nhưng mà thực tế cái tình cảm của đội nó vẫn có ý nghĩa hơn, vẫn sâu xa hơn. Vậy chúng ta cần phải phát huy gì? Phát huy một cái tình thương đồng chí đồng đội trong lúc chiến tranh, lúc hòa bình. Rồi, báo cáo với các bác và các đồng chí là được cho phép tôi giao lưu một số ý kiến. Có gì cũng thông cảm với tôi. Và cho tôi cuối cùng cho tôi gửi lời chúc sức khỏe các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn. Xin cảm ơn sự thịnh tình và lời phát biểu chân thành của Thủ trưởng Hoàng Thọ Tháo, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, tiểu đoàn phổ thông. Anh em ta thì trong cuộc chiến cũng người còn người mất. Song khi trở về với quê hương, có những người trở thành những doanh nhân, thành những nhà doanh nghiệp, có những người trở thành những nhà chính trị, và có những người trở thành những người ông, người bà hiền dịu. Thật vinh dự cho đơn vị của chúng ta là có đồng chí Tưởng Phi Chiến, nguyên là đồng đội, bạn chiến đấu, bạn nhập ngũ của chúng ta. Anh về đã phấn đấu và cũng được nhân dân, đảng và nhân dân tin yêu. Nay anh được giữ trọng trách là Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Xin kính mời anh Chiến lên tâm sự với anh em vài điều. Xin kính mời. Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban xã Mỹ Hưng, kính thưa bà mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, thưa các chị vợ của các liệt sĩ anh Trúc, anh Cường, anh Thạnh, rồi thì các bác anh các chị là thân nhân của các liệt sĩ đồng đội của chúng tôi. Kính thưa Thủ trưởng Liêm, kính thưa Thủ trưởng Tháo và thưa toàn thể các đồng đội của tôi. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây để kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 38 năm như vậy là giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước. Đồng thời như vậy là kỷ niệm 40 năm anh em chúng ta được đứng trong quân ngũ. Kỷ niệm của cái đại đội 25 của quân khu 3 ngày xưa, cũng như là tiểu đoàn 1 của trung đoàn 141 và sư đoàn 4. Thì tôi cũng như tất cả những các anh, các bác là đồng đội, thì những ngày này thì cũng rất là vinh dự và phấn khởi đấy, cùng với lại cả dân tộc kỷ niệm một cái lễ chiến thắng như vậy là vô cùng trọng đại đấy, trong cái sự nghiệp như đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước đấy. Chúng ta càng tự hào bao nhiêu ấy, thì trong những ngày này đấy, chúng ta càng bùi ngùi tưởng nhớ đến sự hy sinh mất mát của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó có những người đồng đội trực tiếp sinh ra, lớn lên ở trên mảnh đất quê hương của chúng ta, rồi thì đã đóng góp những cái phần những xương máu của mình vì cái sự nghiệp như vậy là thống nhất của đất nước của chúng ta. Thì báo cáo toàn thể các bác anh chị, thời gian thấm thoát thì cũng đã như 38-40 năm cả rồi. Đấy, mới cái hồi nào anh em chúng ta là đều ở cái tuổi những 18-19-20. Đấy, thế mà hôm nay thì cũng sấp xỉ những 60 cả rồi. Đấy, nhiều người đã lên ông, lên bà. Đấy, chậm chạp như chúng tôi thì các cháu năm nay là cũng thi đại học rồi. Đấy, thì chúng ta thấy rằng những cả mối quãng đời như vậy là tham gia vào cái sự nghiệp những đấu tranh như vậy là chống giặc ngoại xâm như thế. Rồi thì khi mà những hòa bình lập lại, trở về quê hương thì mỗi người một hoàn cảnh. Có những người thì tiếp tục được đảng, nhà nước phân công làm công chức nhà nước, có những người thì về như vậy là làm công tác ở địa phương. Đấy, rồi nhiều anh chị thì
tham gia những trở thành những cái doanh nhân, chủ doanh nghiệp cũng rất thành đạt. Và đại đa số đồng đội của tôi thì lại trở về quê hương. Cho dù như là ở một cái hoàn cảnh nào ấy, thì hầu hết là các đồng đội của chúng ta thì cũng đều đã phát huy được như vậy cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, về đều trở thành là những cái công dân gương mẫu, tham gia như vậy là xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc của gia đình, tham gia đóng góp xây dựng quê hương, rồi tham gia vào những cái công việc mà được Đảng, Nhà nước, nhà nhân dân như vậy là phân công và giao phó. Thì hôm nay trong một cái buổi như gặp mặt những rất là cảm động và trọng thể như thế này thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Đấy, rất là vui mừng và phấn khởi được gặp các bác, các anh, các chị ở đây. Đấy, và chúng tôi chỉ mong rằng như vậy là tất cả các bác, các anh, chị sẽ tiếp tục những mạnh khỏe. Đấy, tại cái buổi làm việc này thì cứ mong cho bà mẹ của anh Chi, bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Các chị vợ của anh Trúc, anh Cường, rồi anh Thạnh, rồi thì thân nhân của các cái gia đình như vậy là chúng ta giữ gìn được sức khỏe, chăm lo như vậy là xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các cháu nó lên người. Đấy, đặc biệt là cũng xin kính chúc Thủ trưởng Liêm, Thủ trưởng Tháo, rồi tất cả những các anh đồng đội của chúng tôi thì chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, thì với một cái tình cảm như thế thì một lần nữa là xin kính chúc toàn thể các bác, các anh, các chị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin kính giới thiệu là đồng chí Nguyễn Ba Mắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hưng sẽ lên chia sẻ với các bác và các đồng chí. Xin kính mời. Kính thưa bà Nguyễn Thị Huê là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Chi. Kính thưa các đồng chí nguyên là thủ trưởng của tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí có mặt trong cái hội nghị ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng tôi rất vinh dự được các bác, các đồng chí là những cựu chiến binh nhập ngũ tháng 1 năm 73 mời về dự cái buổi họp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày các đồng chí lên đường nhập ngũ. Thế và những ngày này là toàn đảng, toàn dân chúng ta đang ra sức thi đua lập các cái thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước chúng ta hoàn toàn độc lập. Có thể nói đây là một cái buổi gặp mặt của các bác, các đồng chí, chúng tôi thấy rằng hết sức đông đủ để gặp mặt, để ôn lại những cái kỷ niệm sau những cái ngày tháng các bác, các đồng chí ở trong quân ngũ là những người cựu chiến binh từng thực tế tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ để đem lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bác, các đồng chí, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, đối với xã Mỹ Hưng, chúng tôi cũng có hàng nghìn người con tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đặc biệt trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ thì trên địa bàn xã Mỹ Hưng cũng có 126 người là liệt sĩ, trên 72 đồng chí là thương binh bệnh binh và có trên 300 các đồng chí là người hoạt động kháng chiến được hưởng các cái chế độ của nhà nước như chất độc hóa học, tù đầy và người hoạt động kháng chiến có công, cũng đã góp phần vào cái cuộc kháng chiến thần thánh đó để giải phóng độc lập. Thế thì hiện nay chúng tôi cũng là được Đảng và nhân dân giao cho cái trọng trách đang tham gia giữ các cái cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương và được hưởng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc trong những cái ngày thanh bình như ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng rất biết ơn đến các thế hệ đi trước là những liệt anh, liệt sĩ và những người cha đã ngã xuống trên cái chiến trường miền Nam để giành giữ cái sự gìn độc lập cho dân tộc, cho đất nước. Trong số các bác, các đồng chí ngồi đây cũng có rất nhiều đồng đội
của các đồng chí đã anh dũng hy sinh, và đặc biệt có những bác, những đồng chí ngồi đây cũng đã mang trên mình những cái vết thương trong người, hiện nay có khi cũng vẫn còn những cái mảnh đạn của quân thù. Đấy, chúng tôi thấy rất cảm động, và cái buổi gặp mặt ngày hôm nay các bác các đồng chí về thể hiện rất đầy đủ. Sau khi đất nước được giải phóng thì các đồng chí cũng đã về tham gia làm phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước, giữ vững cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Và trong số các đồng chí ngồi đây cũng có rất nhiều đồng chí đã trưởng thành là những cán bộ cao cấp của Đảng, của quân đội. Đặc biệt như vừa rồi các đồng chí được nghe bác Tưởng Phi Chiến hiện nay đang giữ chức là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, và nhiều đồng chí làm ở các cương vị lãnh đạo cao cấp khác, thì chúng tôi thấy rất cảm động để được về dự cái buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày hôm nay. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin được gửi tới mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chi và toàn thể các bác, các đồng chí, các chị nhập ngũ tháng 1 năm 73 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, và chúc các bác, các đồng chí tiếp tục giữ vững cái vai trò, phát huy cái truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, về với đời thường chúng ta tiếp tục tham gia cùng với Đảng bộ và nhân dân địa phương của xã Mỹ Hưng nói riêng, cũng như các địa phương khác nói chung, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân vững mạnh và phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu của Đảng, của địa phương đề ra. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho cái buổi gặp mặt kỷ niệm lần thứ 40 ngày hôm nay chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức và anh em trong hội nghị là xin cảm ơn sự thịnh tình có mặt động viên và phát biểu của đồng chí Nguyễn Bá Mát, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã Mỹ Hưng, và các đồng chí thay mặt cho các ban ngành đoàn thể của xã đã về dự hôm nay. Xin kính chúc gia đình và các đồng chí quan khách về dự hôm nay mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính mời đồng chí Cân. Đồng chí Cân là đồng đội của chúng tôi, người Thanh Hóa. Xin mời anh Cân lên chia sẻ với anh em. Xin mời. Thay mặt cho anh em ở trong miền Nam ra đây tham dự ngày 30 tháng 4 của Trung đoàn 111, đồng thời là Sư đoàn 7. Bên cạnh đó là như quan trọng nhất là anh em mình ở như Thanh Oai, tức là cùng sống với nhau trong thời kỳ mới nhập ngũ, thì cũng vinh dự rằng là đi trước với anh em ở đây thì có mấy tháng thôi, nhưng mà cũng được là Đảng và Nhà nước, tức là như ta cho làm A trưởng, và lúc đó là A trưởng, tôi làm A trưởng, tức là trong đó có Lợi là một, cũng hơi buồn là Tri cũng là lính của tôi, cũng là nấu cơm cho tôi, nhưng mà hôm nay không còn nữa, thì cũng thay mặt gia đình đồng thời với bạn bè chiến hữu chia buồn với những má của Tri. Thì hôm nay ra đây thì rất phấn khởi, tức là được dự lễ 30 tháng 4 cách đây là 38 năm. Thay mặt anh em ở trong đồng đội ở Đông Nam thì kính chúc như thế là rồi cho đến những cái gì mà cho anh em còn đang sống đây được thì đùm bọc lấy nhau mà sống, rồi khi nào có điều kiện vào trong chiến trường xưa thì riêng bản thân tôi điều kiện cỡ nào
thì chúng ta cùng nhau giúp đỡ. Thì cũng mong rằng anh em là như thế là thông cảm cho tụi này ở trong đó xa. Thì hôm nay cũng rất cảm ơn nhiệt tình của bên chính quyền rồi anh em trong đơn vị là như thế là đón một cách nồng hậu. Cũng một lần nữa là chúc sức khỏe toàn bộ, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, đồng thời cố gắng là dìu dắt cháu thôi chứ đừng có con không còn gì nữa rồi. Thôi xin cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các bác, các đồng chí và các anh các chị có mặt trong cái ngày hoan hỷ kỷ niệm 38 năm ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng và cũng là kỷ niệm 40 năm anh em mình rời ghế nhà trường để trở về quân ngũ, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Một cái rất là mừng là chúng ta được về đây đoàn hội. Thay mặt cho anh em trong hội đồng ngũ và bạn chiến đấu, xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và của xã Mỹ Hưng và đoàn ca khúc chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mỹ Hưng, và cảm ơn các mẹ, các chị là thân nhân của các liệt sĩ đã bớt chút thời gian về chung vui trong ngày vui hân hoan hôm nay. Và xin cảm ơn các thủ trưởng cũ và mới, thủ trưởng đơn vị huấn luyện và thủ trưởng đơn vị chiến đấu đã bớt chút thời gian về để chúng ta cùng chia vui trong cái ngày vui hân hoan ngày hôm nay. Thế để cuối buổi thì chúng tôi xin mời một vị đại diện em của liệt sĩ Mỹ. Con xin bằng thay mặt gia đình được con được ông nhà con cho xuống đây, không biết nói gì hơn. Trước hết là con xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng như là Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hưng đã tổ chức cái buổi giao lưu họp mặt hôm nay để cho gia đình con có điều kiện để giao lưu gặp mặt, và chân thành cảm ơn tất cả các cô các chú các anh chị đã tạo điều kiện, rồi thì ban liên lạc hội đồng ngũ đã tạo điều kiện cho gia đình con đón liệt sĩ Thụy được về quê hương an nghỉ được tốt đẹp như mong muốn của gia đình. Thì vào tháng 3 vừa rồi thì gia đình con có nhờ ban liên lạc đồng đội thì đã biết được tung tích của chú con và đã đón được chú con về quê. Thì cũng nhờ cái ban liên lạc rất là tận tình giúp đỡ gia đình, khi mà gia đình con vào trong kia được sự giúp đỡ nhiệt tình của các chú các cô trong kia, đặc biệt là chú Cân và chú Thiết đã hết sức giúp đỡ gia đình con được mọi chuyện để đưa được liệt sĩ về quê được tốt đẹp. Ngoài sức tưởng tượng, nói thật các cô các chú là ngoài sức tưởng tượng, thì cũng không biết nói gì hơn là qua cảm nhận riêng của bản thân con cũng như gia đình, là một lần nữa con xin kính chúc tất cả các cô các chú mãi mãi giữ được cái tình đồng chí đồng đội mà gia đình con cũng như mọi người ở địa phương đã cảm nhận được qua cái công việc đón hải cốt liệt sĩ vừa rồi. Thì thay mặt cho gia đình con xin kính chúc tất cả các vị đại biểu, các cô các chú các anh chị tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Con xin cảm ơn. Mời các bác toàn thể chúng ta đứng dậy hát bài Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng để kết thúc chương trình liên hoan gặp mặt ngày hôm nay.
quý vị và các bạn, 40 năm đã qua đi, nhìn lại chặng đường đầy khó khăn vất vả với muôn người quanh ta. Sau đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, khi phải gồng mình cùng cả nước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những người lính Cụ Hồ của cả nước nói chung và các anh cựu chiến binh nhập ngũ tháng 12 năm 1973 thuộc quân đoàn 4 nói riêng, khi xuất ngũ về địa phương, dù ở cương vị nào vẫn phát huy truyền thống bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, đã khẳng định vai trò vị thế của mình trong mọi lúc mọi nơi, nêu gương sáng cho con cháu noi theo. Trong buổi liên hoan hôm nay, cùng nâng ly chúc nghĩa chúc tình. Ôi chén đời của người cựu chiến binh, gian khổ hy sinh không hề toan tính. Nâng chén quỳnh, chén ngọc, chén hiền vinh. Hôm nay hội tụ về xã Mỹ Hưng dự buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ, với những tình cảm thân thiện hiện rõ trên từng khuôn mặt trong buổi liên hoan, ôm tròn khoảng thời gian 40 năm của dòng đời đầy ắp bao kỷ niệm vui buồn mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Quên đi bao nỗi vất vả chuyên chuyên, lo toan trong lao động sản xuất, công tác. Thông qua những hình ảnh sống động có hồn của buổi liên hoan thân